Ngay khi danh sách đề cử được công bố, giải thưởng Cống hiến năm 2020 cũng nhận được không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng Jack hay rapper Đen Vâu là hai trong số những nghệ sĩ hoạt động tích cực, cũng như giành được nhiều thành tích cao với những sản phẩm của mình, lại hoàn toàn vắng mặt trong các hạng mục. Về việc khán giả xôn xao cho rằng Jack là nghệ sĩ có hoạt động nổi bật trong năm qua, nhưng lại không xuất hiện trong bất kỳ hạng mục đề cử nào của giải thưởng Cống hiến năm 2020. Đại diện ban tổ chức chia sẻ, vào thời điểm 5 đến 6 năm trước có ca khúc Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh, cũng giống như những bài của Jack bây giờ. Tuy nhiên, giải Cống hiến không đưa vào đề cử, dù lúc đó rất nổi trội trong đời sống âm nhạc, nhưng lại không phù hợp với tiêu chí Cống hiến vì không có gì mới mẻ và rất bình thường. Những bài hát như Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng Gió, giá trị nghệ thuật thấp quá nên chúng tôi không đưa vào. Trả lời cho câu hỏi Jack không có tên trong hạng mục nghệ sĩ mới của năm, nhưng lại có những nghệ sĩ khán giả chưa từng nghe thấy bao giờ xuất hiện trong hạng mục đề cử, đại diện ban tổ chức cho hay, những nghệ sĩ mà khán giả chưa từng nghe tên có trong hạng mục vì họ là người sáng tác ca khúc Để Mị Nói Cho Mà Nghe của Hoàng Thùy Linh và cũng là người sáng tác album Hoàng, trong đó có một số bài hát được lấy ra làm MV như Tứ Phủ, Duyên Âm. Nhiều khán giả thích Để Mị Nói Cho Mà Nghe vì gây hiệu ứng mạnh trong năm qua, nhưng có lẽ khán giả không biết hai nghệ sĩ trẻ này là người sáng tác. Hơn nữa, đây là giải thưởng do Hội đồng Báo chí đánh giá và theo dõi. Có nhiều bài hát nổi trội nhưng không đáp ứng đủ tiêu chí nghệ thuật. Bạn nghĩ sao về lời giải thích này từ phía ban tổ chức? Chúng tôi vẫn đang cập nhật liên tục các thông tin liên quan về chuỗi sự kiện này, nên mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh của Sài Gòn TV để nhận được thông tin mới nhất nhé! Thank you.